I'll always be yours, I'll always be yours. 请你捉紧我，爱直到天边海角，万里远路有我枕台，年华流过，无限迷惘，做我的主角。你先，你先，你先，你先，仔，咁嘅仔，不大，女跳上嚟喐，写咗卷二，mấy người kia đâu？ Hồng Đăng đã bị người ta bắt lên chiếc xe hàng, Thái Hồng Tư là taxi đuổi theo họ rồi. Không lẽ là những người cho dây nặng lãi? Tôi cũng nghĩ vậy. Hàng tháng tư, alo, anh tài xế, anh chạy nhanh lên giùm đi. Sao lo được nhiều chuyện vậy chứ? Không lẽ tôi nhìn thấy vợ của tôi bị bắt tôi lại không lo sao? Anh còn nói với anh ta làm gì chứ? Mau báo cảnh sát đi. Anh Bôn với chị La chính là cảnh sát đó. Đại ca à, không có. Tiền đâu hết rồi? Tiền gì? Con bé, không có. Đại ca, đằng sau có chiếc xe taxi đi theo chúng ta. Ông xã, im miệng, im miệng. Dạ, anh chạy vô đó giùm tôi luôn đi. Anh hai à, anh tự vô đi, tôi còn vợ con nữa đó. Alo, anh Bôn hả? Bây giờ chúng tôi đang ở xưởng thu mua xe cũ Trường Sinh. Anh tới nhanh đi. Ok. Nghe Thái Hán Tư nói, họ xuống xe ở ngoài, sau đó chắc là đã tới cái bãi xe cũ này. Nhưng mà sau khi không thấy ảnh, tôi với sếp La có gọi ảnh nhiều lần. Tất cả đều vô hộp thư thoại, điện thoại của những người khác còn khóa luôn nữa. Sếp Âu, có phát hiện, ở khu đất bên kia tôi kiếm được xe dây chuyền này. Dây chuyền của Lưu Liên Hương. Đây là đâu vậy? Ở đâu vậy? Đi miệng đi, đi miệng đi. Đừng có nhiều đó. Đừng sợ cho bà xã. Sao lại tôi cũng vậy? Không có đánh thì không sao đâu. Thằng bà thì đừng có tôi mà. Đừng có muốn gì. Đừng lãng, thả chúng tôi ra đi. Đại ca, đại ca, mọi người có bắt nhầm người không vậy? Chúng tôi là người bình thường, chúng tôi không có tiền đâu. Đúng đó, không có tiền đâu. Đại ca, điện thoại của ông Tình gọi. Con à con, má coi mấy cái phim truyền hình, thông thường những bọn phỉ nào nếu như không sợ chúng ta thấy mặt thì sẽ giết người bịt miệng đó. Yên tâm đi, không sao đâu. Đóng phim truyền hình mới như vậy thôi, không không sao đâu. Đại ca ơi, lần này chúng ta bị họ nhìn thấy mặt rồi tính sao đây? Đơn giản thôi mà. Nếu như họ thật sự vô dụng với chúng ta thì bỏ hết họ xuống biển cho cá ăn thôi. À, anh Trường Hận phải không? Thật ra anh cần tiền thôi mà, không nên ảnh hưởng mạng người làm gì. Ừ, đúng đó. Túi sách của chị La với họ giống y hệt nhau mà. Nói không chừng 3 triệu đó trong túi sách của chị thì sao? Hay là tôi thử kiếm chị với anh nha. Ừ, đúng đó, đúng đó. Chị La đó giàu có lắm, 3 triệu chuyện nhỏ thôi mà. À còn nữa, chúng tôi thân với chị lắm, cho nên nếu chị thực sự không có lấy 3 triệu thì cũng có thể kiếm được tiền để cứu chúng tôi mà, phải không? Đúng đó, đúng đó. Vậy chị La mà cô nói số điện thoại là bao nhiêu? Sao hả? Có âm mưu gì đây? Không phải, tôi bất thình lình không nhớ số điện thoại của chị La thôi. Tôi nhớ rồi. 6123456767. Hai chị hai trời à, im đi. Hả, bà xã? Sao em lại đưa số điện thoại của mình cho hắn vậy? Thế bao cái khách vừa gọi. Nà, điện thoại không gọi được tức là dở trò rồi. Hay là gửi tin nhắn cho chồng chị đi. Chị La đó thường hay quên lắm. Điện thoại không phải bị hết pin thì bắt nguồn cũng không hay biết. Bắt vợ nó ra đây. Cô gõ chữ thì gõ đi, cô bấm hai cái hình vô làm cái gì? Giỡn mặt hả? Không phải, tại chồng của chị La đâu có số điện thoại của mấy anh. Bình thường chúng tôi thường gọi họ là cây mít lớn với trái táo. Chúng tôi nhắn tin với nhau cũng thường viết như vậy mà. Nếu không họ đâu có biết anh nhắn tin cho họ chứ. Tôi nói thiệt mà, tôi không có nói dối đâu. Cái này không phải túi mà ông Tình đem đi. Mấy đồ này là của chị hai. Cả bản số xe cũng là giả nữa. Hồng Đăng Đăng,
tôi bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như chị đang giữ cái túi có 3 triệu, xin chị trả lại cho anh Trường Hận. Cầu cứu giúp tôi. Thời gian địa điểm hẹn sau. Hồng Đan Đan. 3 triệu à? Anh Trường Hận. Trên tay của tôi chính là hình vẽ của nghi phạm mà Apple mô tả. Tôi tin rằng anh Trường Hận mà trong tin nhắn nhắc tới chính là đại ca trong tập đoàn cho dây nặng lại. Nhưng mà trong tin nhắn Hồng Đan Đan có nhắc tới 3 triệu, có nghĩa là gì? Nếu như tôi đoán không lầm thì Ôn Tình chắc đã lấy cái túi thể thao trong tủ sắt của Ôn Bình, trong đó chắc chắn là có 3 triệu. Không lẽ trước khi Ôn Bình bất tỉnh, hắn đã lấy trộm tiền của tập đoàn cho dây nặng lãi, định là âm mưu bỏ chạy? Sao cũng được. Bây giờ 3 triệu không ở chỗ của anh Trường Hận, cũng không ở chỗ của chúng ta, vậy tức là số tiền vẫn còn trong tay của Ôn Tình. Hồng Đan Đan, bọn họ có 6 mạng người, chúng ta không thể cung cứu được. Sếp à, tiền không có ai chơi nhiều đâu. Tôi nghĩ anh Trường Hận dù có kiếm được Ôn Tình hay là không, chỉ cần chúng ta chịu đưa 3 triệu hắn nhất định sẽ lấy. Lúc đó chúng ta là một cái chim vàng ở phía sau, kiếm được sao quyệt của bọn chúng, cứu lại Hồng Đan Đan. Tôi đồng ý với ý kiến rất hay. Xin phép cấp trên trích 3 triệu ra cứu người chắc không thành vấn đề. Nhưng mà về mặt thủ tục chắc chắn cần thêm chút thời gian. Apple à? Có. Cô cố gắng kéo dài thời gian chứ. Yes sir. Sếp ừ. Lập tức gọi hỏi thăm cảnh sát biên giới, phong tỏa tất cả địa điểm tàu nhỏ có thể cập bến, nhất định phải bắt được Ôn Tình. Không thành vấn đề. Mọi người hành động. Yes sir. Lần này tôi thật sự không trốn không được đâu. Xin anh đó, niệm tình anh em tốt với anh tôi, nghĩ cách cho chiếc tàu đó đến đón tôi nhanh đi. Vậy hả? Tôi cố gắng giúp cô hỏi thử vậy. Anh Bill hả? Có phải được rồi không? Xin hỏi có phải là cô Ôn Tình không? Ừ, cô là... Cô Ôn Tình, anh của cô Ôn Bình đột nhiên nhịp tim không bình thường. Bây giờ bác sĩ đang cấp cứu, tốt nhất cô nên nhanh chóng tới bệnh viện coi ảnh đi. Anh à. Coi cô còn chạy đi đâu. Sếp ô, anh của tôi đâu, ảnh sao rồi? Anh ta không sao. Cô đừng giả bộ đáng thương nữa. Giao lại 3 triệu đi. Tại sao mấy người ai cũng chỉ biết quan tâm tiền của tôi? Cô đầu thú đi. Cô hãy hợp tác với cảnh sát của chúng tôi. Ôn Tình, cô làm vậy vô ích thôi. Cảnh sát đã phong tỏa hết tất cả các bến cảng rồi, cô không thể chạy thoát được đâu. Tôi cũng không muốn đâu, nhưng anh Trường Hận nhất định không tha cho tôi. Tôi càng không muốn ngồi tù. Xin lỗi nha sếp U. Ôn Tình, Ôn Tình. Đại ca, Ôn Tình gọi tới. Con nhỏ chết thiệt, chịu xuất hiện rồi hả? 3 triệu đó đang ở đâu? Anh Trường Hận, anh khoan giận đã. 3 triệu còn ở chỗ tôi. Nhưng mà tôi muốn anh giúp tôi một việc. Xong việc tôi sẽ trả lại hết tiền cho anh. Tôi chỉ lấy phần của tôi thôi. Nói đi, muốn sao đây? Tôi muốn anh Trường Hận giúp tôi kiếm đường về đại lục. Đám cảnh sát bây giờ đang kiếm tôi ở khắp nơi. Nếu như tôi bị họ bắt được, 3 triệu đó cũng không còn luôn. Thực ra giúp tôi cũng tức là giúp anh thôi. Ok, một tiếng sau cô đợi tôi ở cảng Tây Cống. Nhớ là cơ hội chỉ có một lần thôi. Tài cũng à, hai đứa bay theo tao ra ngoài lấy tiền. Những người còn lại ở lại đây coi chừng tụi nó. Dạ đi ca. Chết mày nè. Rồi nè, tới anh rồi. Sao vậy? Đau bao tử quá, tay chân run lẩy bẩy, sáng nay không ăn sáng. 99% giảm đường huyết, sức khỏe tệ như vậy sao ra ngoài đường được chứ. Nè, má tôi xin tôi ra như vậy anh tưởng tôi muốn lắm hả? Đại ca có đơn hàng ngon ở trong đó hay là mấy người nấu ăn đi? Làm gì biết nấu chứ, vô đó muốn chút đường ăn đỡ đi. Đi mau đi. Tôi lên. Đi, mau lên. Đi đi, mệt quá. Mau lên, mau lên. Đại ca, anh đói bụng hả? À hay là vậy đi, mấy người chúng tôi nấu vài món gia đình cho anh ăn nha, còn hơn là ăn ngoài đường lạc như vậy. Ừ, vậy cũng được. Được, ăn chết mày đó. Nè, có phải có mưu vậy không? Tất nhiên là không rồi, mấy anh người nào cũng to con, chúng tôi đàn bà yếu đuối làm được gì chứ. Thật ra là chúng tôi muốn mấy anh sau khi ăn xong thì chờ lại một chút cho chúng tôi, tại vì chúng tôi đói bụng lắm. Đúng đó, sáng nay chúng tôi đã banh cho tới bây giờ vẫn chưa ăn gì. À đúng đó. Mấy anh nghe thấy rồi mà, là thiệt đó. Nè, cua này ngon đó, làm ngon chút xíu nha.
Dạ được, dạ được. Đừng có âm mưu gì hết đó nghe. Nè uống rượu đi. Không phải chứ, thật sự nấu mấy món này cho họ ăn sao? Ừ. Mấy món này cộng thêm cua sẽ đau bụng lắm đó. À, đúng đó. Tôi chính là muốn làm cho đi đã luôn. Alo. Anh Trường Hận, anh ở đâu vậy? Tôi đang ở trong chiếc xe hàng đằng trước. Cô đi qua đây đi. Đuổi theo. Có chừng. Anh làm gì vậy? Gửi tin nhắn cho sếp U. Không đáng đáng. Nè, cô làm gì vậy? Nè, cắn lấy, cắn lấy. Ê Quan, đợi chút xíu. Wow, đồ ăn mẹ em nấu càng ngày càng ngon nha. Ngon quá. Nè bà xã, em nấu càng ngày càng ngon á. Không biết nữa. Bà xã nấu ăn thiệt là khéo tay. Cũng ăn cà chua ha. Nè, ăn cơm đi. Nè, sao nói có đậu nành mà. À, tới liền, tới liền. Chà, lâu quá rồi không có ăn cơm gia đình. Dạ, cô cũng ngon lắm nghe. Nè, ăn trái hồng này đi. Nè, trái hồng này ngon á. Nè, ăn đi, ăn đi. Nè, được chưa hả? Nè, sao hối rồi kìa. Được chứ. Đậu nành sống còn không làm cho bọn bay ói mới lạ đó. Đậu nành tới. Ờ, tới rồi, tới rồi. Nè, cứ để đây. Wow, tôi đi vệ sinh đã. Thấm hồng, thấm hồng đã. Ngon quá. Ngon thiệt. Còn nữa không vậy? Còn chứ, tôi lấy cho mấy anh liền. Tiện thể tôi coi nồi canh luôn. Nè, hai người làm gì vậy? Ơ, à, cái gì vậy? Đi chết đi. Bà xã, em không sao chứ? Bà xã. Muốn chạy hả? Mít đâu? Cô khẳng định ở gần đây chứ? Mít có nghĩa là bãi mít. Trái táo tức là cây táo. Trong tin nhắn có nói mà. Tìm xung quanh đi. Cả đám người này, thừa lúc tao không có ở đây phá đám hả? Có tin là tao đánh gãy chân hết tụi bay ném xuống biển hay không? Có ai nói cho tao biết thật ra đã xảy ra chuyện gì? Lúc nãy chúng tôi ăn xong mấy món mấy người này nấu, chúng tôi vừa đau bụng vừa ói. Chơi ngộ độc thực phẩm hả? Ai đã nghĩ ra? Cô sợ như vậy, coi bộ chắc là cô nghĩ ra rồi. Không phải. Trò đó cho tôi nghĩ ra. Mày nghĩ hả? Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu. Đừng mà, đừng mà. Mày nghĩ hả? Vậy cho mày đi trước. Đừng, đừng có giết con tôi. Đừng mà. Muốn giết thì giết tôi đi, đừng có giết má tôi. Má cũng già rồi, con có nhiều tuổi xuân lắm. Con còn phải đi Úc du học nữa. Đừng không mà. Được, với đằng này trí tôi, ngay cả má mình cũng không bảo vệ được. Thì cho con làm người làm gì nữa? Tôi xin anh, tôi xin anh đó. Tình hình xấu rồi. Chúng ta chỉ vào hành sự. Hai người hãy qua bên kia, chờ ám hiệu của tôi, lập tức hành động. Hai mẹ con các người bàn xong chưa? Nếu như hai người không nỡ xa nhau như vậy, được, tôi sẽ cho hai người ôm nhau chết chung. Thang, Chu, Trần. Thang, Chu, Trần. Ah!
Abu. Xếp hình. Ủa Tinh, lấy lời khai của Apple xong rồi hả? Cũng gần xong rồi. Nghe nói là Apple bị thương ở mặt có phải không? Tình hình sao rồi hả? Hồi nãy tôi tới thấy ba má của cổ, nói gì mà dẫn cổ đi coi bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Xuân. Ê, xếp hình, anh cũng tới rồi hả? Ờ, phải rồi Thủ à. Bố qua này làm phiền anh đưa cho Apple giùm tôi. Sao anh không tự tặng cho cổ? Nói không chừng hai người mới là vợ chồng, tôi không nên làm kỳ đà cản mũi. Nói tóm lại á, chăm sóc cổ thật là tốt là được rồi. Xếp hình, xếp là, đi thôi. Đi thôi. Nè, cô đem phần lời khai về đồn có đúng không? Không biết có thể đi ăn cùng với tôi không? Hả? Thật hả? Chị Men, tôi đi trước nha, không cần đợi tôi. Thật ra nếu như có thời gian thì chúng ta có thể đi ăn tối, nói chuyện nhiều hơn, hiểu nhau nhiều hơn, có được không? Được chứ, đi đâu ăn? Cũng muốn ăn gì đây? Món Tây đi. Vừa trái cây vừa hoa, chị mua quá vậy? Trái cây là của tôi mua, còn hoa là sếp Hình tặng cho cô. Nhưng mà ảnh vừa nhận được điện thoại, đã đi rồi, hình như có hành động thì phải. Sếp Hình hẹn tôi ăn cơm, cô không ngại chứ? Có gì mà cười vui dữ vậy? Mẫn đó, cô nói sếp Hình muốn hẹn cổ ăn cơm, hỏi tôi có ngại không? Khùng rồi, tôi đâu có phải là gì của sếp Hình đâu, liên quan gì tới tôi? Vậy hả? Nhưng mà cũng tốt rồi, mặt bị thẹo mà cũng được tặng quà, cũng chưa xui tận mạng đâu. À, bây giờ kỹ thuật thẩm mỹ cũng tiến bộ lắm, vừa có thể bắn laser, vừa có thể cà mặt nữa. Không phải anh rất ghét người phẫu thuật thẩm mỹ hả? Thì như cô nói thôi, nhiều lúc phẫu thuật cũng vì nhu cầu thực tế. Biết đâu sau khi cô làm xong rồi còn đẹp hơn ngày xưa. Không cần dỗ ngọt tôi đâu, từ nhỏ tôi đã biết hiện thực này tàn khốc như thế nào rồi. Vậy, vậy làm người nhiều lúc cũng không cần bi quan như vậy đâu. Hay là vậy, lần này cô đã vì tôi mà phải bị thương. Nếu sau này thật sự không có ai cần cô thì tôi sẽ chịu cô vậy. Anh chịu được sao? Cô tự nhìn đi, xấu như vậy mà tôi cũng còn chịu được nè. Nè, dễ hồi nào vậy? Không phải tôi vẽ đâu, là cô uống say tự vẽ vào mặt mình. Thần kinh. Sếp Ô nói mấy ngày nay sẽ cho kêu người lên 1413 Thuận Thủy Lầu để dọn dẹp. Đồ của cô thế nào? Chị Hảo với chú Đức sẽ dọn giùm tôi mà. À đúng rồi, có chuyện này anh có thể giúp tôi không? Trong phòng tôi có chậu hoa mà, có thể tạm thời chăm sóc nó giùm tôi không? Mỗi ngày tưới nước là được rồi. Sao nói là không có gì với sếp Hình mà đồ của người ta thì lại khẩn trương? Được rồi, được rồi, tôi sẽ nhớ tưới nước giùm cho. Anh nhớ đó, anh nhất định phải nhớ đó. Mỗi ngày sáng tối đều phải tưới nước. Anh không được cứ đổ nước vào vậy nha. Anh phải cách nửa mét phun nước vào, còn nữa nha. Ngày nào á anh cũng phải phơi nắng, nhưng mà không được phơi giữa trưa đó, nó chết đó. Tôi biết rồi, tôi hứa với cô, tôi chết thì cái cây cũng chưa chết, được chưa? Ừ. Còn một chuyện nữa nè. Chuyện gì nữa? Dì Dung á, hồi nãy gọi điện thoại cho tôi, nói ngày mốt dì đi Nhật rồi. Biết rồi. À, hồi nãy trong giỏ trái cây có mấy trái táo ngon lắm, tôi rửa cho cô ăn. Mọi người cứ ăn tự nhiên nha. Ăn chút trái cây đi. Chứ đại thự, bếp trai này tặng chai chưa cho chị Apple đó. Cảm ơn con rất nhiều nha, đẹp lắm đó. Nhưng mà vậy, sao lại gọi chú là chú đại thụ, gọi chị là chị Apple hả? Anh có râu mà. Nè, vẽ cho bà một bức được không? Dạ được. Bà cũng muốn. Dạ. Nè. Anh cô nè, lần này thật sự cảm ơn anh và Apple đó. Đúng đó, hơi là có hai người thôi. Bây giờ chúng tôi không cần phải sợ đám người cho dây nặng lãi bắt trả nợ nữa. Nếu như không nhờ hai người, người nằm bệnh viện chắc là tôi giải trí rồi. Phải đó. Thật ra lần này có thể thành công việc gõ tận gốc tập đoàn cho dây nặng lãi, mọi người cũng có công lao mà, không chỉ có tôi với Apple đâu. Vậy anh Bull à, sức khỏe của Apple bây giờ sao rồi? Sức khỏe của cổ không có gì nghiêm trọng, nhưng mà khuôn mặt thì
Vậy hay là tôi mua hoa cao nấu canh ngon cho chị uống nha. Với lại sau khi chị xuất viện, lập tức tới thẩm mỹ viện của tôi. Từ nay về sau tôi điều trị miễn phí là mặt cho chị. Tôi sẽ đi Hoàng Đại Thiên với chùa Sa Công để cầu nguyện cho chị. Anh kêu chị đừng lo lắng nha. Tôi đại diện cô ấy cảm ơn mọi người. Anh Bun à, tôi có việc này thực sự không hiểu. Ôn Tình đó sao tự nhiên lại đồng ý hợp tác với mấy anh chỉ ra Trường Hận đó vậy? Cũng nhờ cái miệng của sếp Ô thôi. Hả? Ôn Tình! Hợp tác với cảnh sát? Tôi điều tra ghi chép phạm tội của cô cũng là loại giả đảng kỳ phúc đảng bảo dược. Vụ lớn nhất cũng là thu tiền lãi nặng, không có tội gì nghiêm trọng. Nhưng mà nếu như anh Trường Hận không lấy lại được 3 triệu một lúc nóng giận giết hết Hồng Đăng Đăng bọn họ, lúc đó cô sẽ là người giúp cho hung thủ gián tiếp hại chết 6 mạng người. Cô hợp tác với cảnh sát chúng tôi đi, kiểm tra anh Trường Hận. Tới lúc đó cảnh sát sẽ biến cô trở thành nhân chứng điểm ô. Tôi cũng sẽ đích thân cầu xin giùm cho cô. Tin rằng tòa án cũng sẽ khoan hồng cho cô. Coi bộ Ôn Tình cũng chưa tới mức xấu xa tới cùng. Ôn Tình đã là cô gái thông minh mà, bài toán không trừ đơn giản như vậy chắc chắn cô biết. Còn nữa, nè, trong túi của Ôn Tình ngoài việc kiếm được 3 triệu ra, còn phát hiện ra được cái gì nữa không vậy? Anh nói hình của vợ anh phải không? Thì đó, thật ra mấy cái hình đó nhạy cảm như vậy, nếu để lộ ra ngoài bị người ta phát lên mạng thì không tốt. Anh yên tâm đi, mấy tấm hình đó hiện giờ đang là vật chứng. Chờ vụ án xử xong rồi, chúng tôi sẽ trả lại cho anh mà. Tới lúc đó, anh có thể giữ lại làm của riêng rồi. Anh thực sự là anh em tốt mà. Không cần, không cần. Tôi về nhà được rồi. Được rồi. Sao anh lại biết tôi định hỏi cái gì chứ? Nhăn nheo dữ vậy, cái gì đây? Không được coi. Là lá thư tình mà năm đó nó viết cho cậu đó. Anh La đại thụ thân mến, chào anh, em là Hoa Bình lớp 2B. Có thể anh không nhớ tên của em, nhưng chắc chắn là sẽ nhớ. Anh đã từng tặng một trái táo cho một bạn nữ của hội học sinh Nguyễn Túc. Đó chính là em. Hội học sinh Nguyễn Túc, chữ Túc cũng viết sai nữa. Hội học sinh Nguyễn Túc. Anh có biết không, từ ngày hôm đó, ngày nào em cũng chạy tới sân trường coi anh tập chạy. Mỗi một lần em đều bảo mình lấy hết can đảm nói chuyện với anh, nhưng mà anh luôn luôn chạy rất nhanh, rất xa. Lúc nó còn nhỏ vì sinh ra xấu xí, đi học thì bị bạn học nam cười nhạo. Nó còn từng yêu thầm một bạn nam nữa. Chính vì vậy mà nó bị mấy người bạn nhỏ cười nhạo nó. Cái gì? Cậu nói người mới tới lớp chung 2 yêu thầm tôi hay sao? Bộ tôi thích đấu ăn dưa hấu coi ai nhanh hơn với cổ hay sao? Nếu như cổ có thể đẹp ra, tôi sẽ chặt đầu xuống cho hai cậu ngồi luôn đó. Ăn trái táo lớn, tôi là một trái táo lớn, bạn nhỏ nào cũng thích tôi cả. Oh yeah, yeah, yeah. Trái táo lớn, vừa thơm, vừa ngọt, lại vừa ngon nữa. Không lẽ cổ chính là con nhỏ bị hô đó? Đã nói đợi dưới sảnh rồi mà, đi đâu rồi chứ? Ê bà xã. Trời, bà đi đâu vậy? Tự nhiên không thấy người đâu hết à? Tôi đi mua bánh kem sầu riêng cho con nè. Nè, đưa cho đại thụ giùm tôi. Ông tuyệt đối đừng nói là tôi mua cho nó nha. Bà xã à, tặng cái bánh kem cho con trai ăn thôi mà, sao phải lén lút như vậy? Bà, cái bánh kem sầu riêng này con không lấy đâu.
Đại thủ à, cái bánh này là mua về, nhưng mà bà từng hứa với tôi bà sẽ đích thân làm bánh kem cho tôi, cho nên cái này không tính. Tức là sao? Bà xã bà còn hỏi sao? Tức là thằng con này không còn giận bà nữa. Ý của nó là rất muốn ăn bánh kem do bà đích thân làm đó. Đại thù. Mà cảm ơn con. Cảm ơn con. Thằng quỷ à. Cảm ơn. Cảm ơn con. Wow, thơm thiệt đó bà xã. Chà. Con trai à, má đã có thể đích thân làm bánh kem cho con ăn rồi. Ăn đi. Khoan ăn đã. Hả? Rót ly trà cho con trước đi. Nè bà xã, thực tế thiệt đó, nhận lại con trai, chồng trở thành ô xin hả? Ô xin già ơi, ô xin già phải trà đậm một chút nha. Vậy con tin là con sẽ ăn hết cái bánh này, rồi sẽ khó tiêu đó. Được, kệ. Quan trọng nhất á, là hai má con vui vẻ hòa thuận. Má. À đúng rồi, Apple bị thương thế nào rồi? Hai ngày trước má có hỏi nó, nó nói chỉ là vết thương ngoài da, có thật không vậy? Đúng thiệt là vết thương ngoài da, nhưng mà ở trên mặt. À, hy vọng không sao là tốt rồi. Wow, trà đậm ơi là trà đậm, tới rồi tới rồi. Dạ, cảm ơn cảm ơn. Ôi, nóng thiệt đó. Nói gì thì nói, cái chậu này là gì vậy con trồng hả? Apple đó, con chăm sóc giùm cổ trước thôi mà. Hả? Cái cây này, cái cây này không lẽ là cây táo mà Apple trồng sao? Cây táo là Apple trồng, bộ không phải xếp hình tặng cho cổ hay sao? Con không biết sao, Apple đích thân trồng đó. Lúc đó nó rất là khẩn trương. Chú La, làm gì vậy? Đem bỏ mấy hạt táo thôi mà. À, mấy cái hạt táo này không bỏ được đâu. Con tính ngâm nó, đợi tới nó ra rễ rồi sau đó sẽ kiếm cái chậu để trồng nó. Không phải chứ. Ừ. Con định là lấy mấy cái hạt này trồng thành cây táo luôn hả? Không phải đâu, con tính trồng một cái chậu nhỏ thôi mà. Lúc đó bà mới biết nó đang yêu thầm con. Nhưng má nhìn ra được Apple rất quan tâm con. Nếu không nó sẽ không khẩn trương chuyện của chúng ta. Nó coi má giống như là má chồng thiệt của nó. Thằng quỷ à, Apple là cô gái tốt, cho dù mặt của người ta biến thành thế nào đi nữa cũng đừng có chê người ta đó ha. Alo. Sếp La, Apple nó có kiếm cậu không? Dạ không, có chuyện gì hả? Bây giờ bác đang ở bệnh viện, Apple mất tích rồi. Cái gì? Anh thử nghĩ cưới loại người này trở về nhà, anh có vui hay không? Anh thử nghĩ cả đời phải đối mặt với cái loại này, anh có vui không? Con có lấy bác đâu, con lấy con gái bé bỏng của bác thôi mà. Con gái bé bỏng của bác cứ thích loại người đàn ông xấu xa giống như con, không được hay sao? Cô nếm thử coi. Đủ rồi, đủ rồi. Má, cô tưởng là cô thật sự là vợ tôi sao? Chúng ta giả bộ thôi, từ nay cô đừng có lo chuyện của tôi nữa. Apple, khuôn mặt của chị không sao chứ? Đúng rồi, má còn chưa nói lời xin lỗi với mọi người nữa, gặp mọi người lâu như vậy. Tại chị với sếp La cũng là điều tra vụ án thôi mà. Chúng tôi hiểu mà. Thật ra chúng tôi cũng chưa chính thức nói lời cảm ơn cô. Còn nữa, mai mốt chị đi rồi, đừng có quên đám chị em chúng tôi nha. Bà khùng, ôm cái coi. Nè, có cái này tôi muốn trả cho chị lâu rồi. Cái gì? Là cái gì vậy? Chị có nhớ ngày đầu tiên chị dọn tới, chúng ta bị lầm hành lý phải không? Thật ra lúc đó tôi tò mò lấy cái đầm này ra coi, bất cẩn làm rách nó, cho nên mãi không dám trả lại cho chị.
Nhưng mà tôi đã vá lại chỗ bị rách rồi, may lại cái áo, bây giờ tôi trả lại cho chị đó. Cảm ơn. Apple à, thật ra thì có lúc có thứ gì đó bị bể, nhưng mà cũng đâu có nghĩa nhất định không xài lại được đâu. Chị coi cái áo này nè, rất đẹp phải không? Rất đẹp. Chị hai. Sếp La. Hai người từ từ nói nha. Bye bye. Bye bye. Thì ra cô đã trở về đây. Cô có biết không, ba má của cô lo cho cô nhiều lắm. Tôi sẽ gọi điện thoại cho họ mà. Thật ra nhiệm vụ hoàn thành xong rồi, anh không cần kiếm tôi nữa đâu. Tôi thật sự không ngờ là cô vô lương tâm như vậy. Vậy mà tôi còn cố công chăm sóc chậu cây giùm cho cô nữa chứ. À đúng rồi, chậu cây của tôi đâu? Đừng làm chết chúng nó nha. Tại sao lại chết được? Chúng nó còn cao lớn trưởng thành nữa kìa. Bây giờ đã cao 6 mét rồi. Cao 6 mét? Lại nói giỡn nữa. Không phải giỡn đâu. Còn có trái táo lớn nữa. Không tin cô tự coi đi. Ăn trái táo lớn, táo lớn, táo lớn. Ăn trái táo lớn, táo lớn, táo lớn. Tôi chính là một trái táo lớn. Bạn nhỏ nào cũng thích tôi hết. Bạn hỏi tại sao tôi lại tuyệt như vậy? Bởi vì vừa thơm vừa ngọt vừa ngon. Cô coi, một cây táo vừa biết chạy vừa biết đi, có coi được không? Nếu coi được thì đem nó về nhà đi. Là đại thụ anh, giữ lời hứa lắm. Anh đã nói sẽ chịu em mà, thì sẽ chịu tới cùng. Tương lai của em có thể sẽ trở nên rất xấu. Sống với em mấy tháng nay, em dạy cho anh biết một điều rất là quan trọng, chính là trân trọng người bên cạnh mình. Em từng nói ngoại hình không phải là thứ quan trọng nhất. Quan trọng nhất là em là trái táo. Nè, nhưng mà vậy, nếu như trái táo này ham đẹp, muốn tự mình đánh sáp mài nhỏ thì anh cũng không ngại. Là đại thụ, em mới đi chơi em hả? Em không thương anh hay sao? Hả? Nè, lấy nữa dẫn em đi mài nha. Ây da, không được rồi. Anh bông gân rồi. Anh giả bộ phải không? Anh tưởng em như cô Phương trúng kế của anh sao? Tiếp tục chạy đi. Em có thể trả lời câu hỏi của anh trước được không? Tại sao da của em lại mịn màng dữ vậy? Có phải em lén đi cà mặt hay không vậy? Anh không chịu được em trẻ, khả năng phục hồi cao sao? Em không giống anh. Anh già rồi, nếu anh bị thương thì khổ lắm á, không cứu được nữa. Nè, anh lớn hơn em mấy tuổi thôi nha. Vậy anh thử đuổi theo em đi. Chú ơi, nhanh lên. Nhanh lên chú ơi. Anh không phải là chú, anh là oppa. Chú hả? Chú hả? Chú nè. Lẽ nó là chú hả? Đứng lại đó, đứng lại chưa? Chú hả? Come em. Ây da. Cho tôi với. Nè, uống nước trái cây đi. Uống đi. Cảm ơn. Hôm nay chị đẹp quá. Cảm ơn. Apple. Wow, cái đầm của chị hôm nay đẹp quá. Đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng lần trước của chị, có phải không? Cũng phải. Cũng phải. Ủa, Linh Lợi đâu? Nó đi tập trung rồi. Trường lần trước nó đăng ký, đã nhận nó rồi. Thiệt mà. Chúc mừng chị nha. Còn nữa, chị hai xong hỷ lâm môn đó.
Nè 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 nè. Mấy ngày trước vợ của tôi có nhận một lá thư, nói là cổ thi làm cảnh sát phụ đậu rồi. Sư muội, sư tỷ, sau khi được huấn luyện tôi sẽ cùng chị đi bắt cướp. Không sai, bắt hết mấy ông cho dây nặng lại. Đúng đó. Cứ như vậy mà làm. Cứ vậy mà làm. Đúng, đúng. Quý vị khán giả, hai nhân vật chính của đêm nay xuất hiện. Bà Lan, chúng tôi còn tưởng bà có thêm đêm gái nữa chứ. Vậy mà tôi còn gọi là má Chu, gọi là chị Chu mới đúng chứ. Cũng là nhờ Điệp Điệp làm đẹp giùm tôi đó. Trời, thứ nhất má Chu vốn dĩ là một cô gái đẹp, điều thứ hai là chồng tôi trả tiền, không liên quan tới tôi đâu. Không chỉ vậy, không chỉ vậy, toàn bộ kinh phí cho hoạt động đêm nay của chúng ta đều là ông Qua tài trợ. Sao so với lần trước chúng tôi tiếp đãi bà tổng lý, lần này tiết kiệm hơn nhiều rồi. Quan trọng nhất, mọi người vui vẻ thôi. Sẵn tiện vui vẻ như vậy, tôi có một tin tốt muốn nói cho mọi người biết. Công ty dịch vụ vận tải của tôi tháng sau sẽ khai trương. Con mời hai người cắt băng khánh thành giùm cho con đó. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề, chúc mừng nha. Tôi đã nói phong thủy của thôn thuận phong tốt mà. Này mọi người coi đi, thật sự là hỷ sự tới liên tục đó. Thôi tôi thì nếu như Phụng có hỷ thì tôi sẽ càng yên tâm hơn. Ý má ơi, chuyện này má yên tâm đi. Con và Phụng sẽ cố gắng nỗ lực mà. Phải không đó. Ê, con nuôi bên này nè. Má nuôi. Dạ, má nuôi hả? Má, tặng cho hai người. Cảm ơn. Dạ, cảm có gì. Chà, má nuôi à, hôm nay má vừa đẹp vừa trẻ nữa nghe. Xém chút nữa cũng nhận không ra luôn á. Đúng đây, anh trở thành con nuôi của má Chu hồi nào vậy, không báo cáo với tôi hả? Ê, đừng có thả bom nha. Đâu có. Báo cáo madam, từ khi tôi uống canh tình thương ngon ngọt của má nuôi á, đường ruột khỏe hẳn rồi. Nè, đừng nói nhiều nữa, tới giờ bắt đầu rồi đó. Dạ. Đi vô thôi. Vậy chúng ta cùng vô nha. À, dì đang đợi một người, lát nữa vô sau nha. Được rồi, chúng ta vô thôi. Con gái cưng à, con trai nuôi của người ta cũng tới rồi. Cây đại thụ của con đâu, sao còn chưa tới? Anh. Chào bác. Sao hả, có ưa nhìn hơn hay không? Bác ưa thì có ích gì chứ, quan trọng nhất là con gái bác ưa. Con dâu nhỏ tương lai. Hello. Để con giới thiệu, đây là ba của con, còn đây là má con. Chú La, dì Dung, đây là má của con. Chào chị. Ông La Bà La, chào chị, chào chị. Vâng. Con còn đứng đây làm cái gì, còn chưa chịu đi vô. Ê, trời ơi, thất lễ quá. Mời vô. Dạ, mời vô. Hầu chi yết lưỡi xin cô phan trần. Hình lồng con xa, hình lồng con xa. Mộc phi lãng yên à phi yết hoa. Tha yu trung à kinh chi mây à thù, à mây thù, cho quay ca. Hay mây à? Hay. Nè, nhìn đã chưa? Nhìn thì nhìn đã rồi, nhưng mà còn một chuyện chưa có làm. Nè, anh lợi dụng hả? Nè, ai biểu chứ, anh thấy em càng ngày càng xinh đẹp, anh nhịn không nổi. Hả? Nè, anh chết rồi, anh không nhớ. Hồi trung năm anh nói cái gì hả? Anh nói thích con nhỏ răng hồ đó để dành dưa hấu với anh hả? Nếu như trở nên đẹp, anh sẽ chặt đầu xuống cho nó ngồi đó. Nè, mau chặt cái đầu qua đi, nhanh lên. Anh làm gì có nói chứ. Vô tích sự, còn không nhận hả? Ôi trời ơi. Nè. 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 Đủ rồi. Em muốn mua sách chồng mình hay sao? Hả? Ôi mệt quá.
Hai người vẫn đã chưa? Đang chấp hành nhiệm vụ đó. Bộ gà rừng đang lên núi đàng hoàng chút coi. Trời ơi. Action. Ngồi xuống. Xuân, có cái xe chở hết về đâu đây? Yes, sir. Sếp Âu à, hai người này có tội danh trước đó. Hai người này là tội phạm vượt biên. Nè, cảnh lãng mạn hồi nãy hình như chưa hoàn thành đó nha. Nè, tranh thủ một chút, tới đi. Trời. Nè, ai mà vô duyên quá vậy? Alo. Hả, chuyện lớn vậy sao? Được được được, tôi tới liền. Nè, lên đây, tránh ra. Ma Đam có chuyện gì mà gấp quá trời vậy? Cả sếp ít anh mà cũng bỏ rơi luôn. Anh nói thử coi. Thời gian vừa đúng lúc. 5, 4, 3, 2, 1. Nè, không cần quan tâm những người khác, mấy thứ không cần xài, lấy cũng vô ích thôi mà. Quan trọng nhất là xác định mục tiêu của mình. Ok. Chia nhau hành động. Được. Nè, nè. You'll always be us. I'll always be us.